Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video ngày hôm nay của My. Và trong video này thì My sẽ làm về What's in my bag. Cái túi này là cái túi trong hè này My đã sử dụng rất là nhiều. Mình đi đâu My cũng cảm thấy cái túi này. Lý do cái túi này là tại vì nó giống như Crystal, nên My đã bắt chước và My theo. Chúng ta hãy cùng xem trong túi của Hà My có gì nha. Cái đầu tiên là cái bên hông túi của Hà My thì lúc nào cũng có một cái kẹp. Thứ tiếp theo ở trong túi của My đó chính là cái mắt kính. Và mùa hè ở Việt Nam rất là nóng và nắng nên lúc nào My cũng mang theo mắt kính bên mình hết. Tiếp theo ở trong túi của My là có ví tiền. Và tiếp theo nữa đó chính là cái hộp makeup. Ta hãy xem My có gì trong hộp makeup nha. Điều đầu tiên My có đó chính là cái xịt mist này. My rất là thích xịt mist trong mùa hè, tại vì nó sẽ làm tăng độ ẩm cho da và làm da lúc nào cũng căng và mướt. Tiếp theo đó chính là cái son. Và cái son này là cái màu yêu thích hiện giờ của My. Tiếp theo nữa đó chính là cushion. Và cái My thích xài, My thích mang cushion loại mỏng như thế này, tại vì nó có một cái gương. Tiếp theo nữa đó chính là lọ nước hoa mini này. My lúc nào cũng mang theo, để khi nào mà hôm nào mà My quên xịt dầu thơm thì My có thể chấm một xíu này lên. Và ba cái cuối cùng đó chính là ba cái mini. Lúc nào My cũng thích mang mini ở trong túi hết, tại vì nó nhỏ gọn và rất là tiện. Cái đầu tiên sẽ là son dưỡng bóng mini, cái thứ hai là eyeliner mini màu nâu, cái thứ ba là mascara mini, sổ ghi chú. Và cái sổ này thì nó có tất cả các kế hoạch của My trong nay. Vì đi học ở bên kia thì có rất là nhiều lớp, đại học thì bài rất là nhiều, nên là My cần cái cuốn sổ này để ghi ra là những cái môn học như thế nào, bài học sẽ nộp ngày mấy. Thì lúc mà My đi như vậy thì My có thể quản lý thời gian tốt hơn và tiết kiệm thời gian. Tại vì nếu mà làm mỗi bài một ít từng ngày thì đến cái hôm mà bài nộp thì My gần như đã xong hết rồi và My chỉ còn nộp bài thôi. Tiếp theo đó chính là sổ ghi chú tiền nong. Thì trong cái cuốn sổ ghi chú này thì My sẽ ghi ra là My xài tiền vào những cái vật dụng gì, xài vào khi nào. Và My sẽ tổng kết lần tháng, thì để cho tháng sau chi tiêu My sẽ hợp lý hơn và tiết kiệm được tiền hơn. Sau đó thì cái túi My hết cái ngăn này rồi, thì cái cuối cùng là cái khăn giấy thôi. Và bây giờ chúng ta hãy xem ngăn nhỏ của My có gì nha. Cái đầu tiên trong ngăn nhỏ của My đó chính là cái điện thoại, vì là cũng phải có điện thoại trong túi hết. Cái cuối cùng ở trong túi của My đó chính là cái đồng hồ. Thì cái đồng hồ này là của Daniel Wellington. Nếu các bạn có ý định mua cái đồng hồ này hay là thích cái đồng hồ này thì My có mạng giảm giá là Hami 15, thì sẽ giảm được cho các bạn 15%. Thì tất cả các link sản phẩm và link giảm giá thì My sẽ để ở bên dưới cho các bạn nha. Và cái đồng hồ này My có một cái tip để các bạn lúc nào cũng đúng giờ hoặc là học tốt hơn, đó chính là chỉnh đồng hồ từ 5 đến 10 phút sớm hơn cái giờ chính xác. Tại vì như thế thì lúc nào My cũng sẽ đến lớp đúng giờ hơn, làm việc nhanh hơn. Đó là tất cả những gì trong túi của My. Và hy vọng các bạn sẽ thích video này của My nha. Và nếu các bạn thích thì hãy like để cho My biết nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau. Bye bye.